Với xu thế hội nhập sâu rộng, các bạn trẻ Việt Nam ngày càng có những lựa chọn hướng đi nghề nghiệp mới mẻ. Một trong số đó là du học nghề Đức. Tuy nhiên, để nắm bắt được cơ hội được học tập và làm việc tại quốc gia số 1 châu Âu này, việc lựa chọn một công ty tư vấn du học uy tín, trách nhiệm cũng là nỗi lo lắng của các quý phụ huynh, học sinh và sinh viên Việt Nam. Được biết tới là một đơn vị tiên phong trong lĩnh vực du học nghề và việc làm quốc tế, EduGo Group hiện đang là địa điểm tư vấn du học tin cậy hàng đầu Việt Nam. Với sứ mệnh giúp các bạn trẻ Việt Nam hiện thực hóa ước mơ trở thành những công dân toàn cầu thông qua con đường học tập, làm việc và phát triển sự nghiệp bền vững tại nền giáo dục, nền kinh tế hàng đầu thế giới như Cộng hòa Liên bang Đức. Trong suốt những năm vừa qua, EduGo Group đã và đang giúp hàng trăm các bạn trẻ đạt được ước mơ du học thành công. EduGo Group hiện đang là đối tác chiến lược trực tiếp của các trường cao đẳng nghề và tập đoàn giáo dục nghề nghiệp hàng đầu tại Cộng hòa Liên bang Đức. Với hệ thống các chi nhánh, văn phòng trên toàn quốc, EduGo Group luôn cung cấp kịp thời những thông tin chính xác về các chương trình du học nghề Đức cho các bạn học sinh, sinh viên và quý phụ huynh trên khắp mọi miền Tổ quốc. EduGo Group tự hào mang tới cơ hội du học nghề chất lượng, giúp các bạn trẻ Việt Nam phát triển nghề nghiệp bền vững và con đường định cư dài hạn tại châu Âu. Là một thành viên trực thuộc EduGo Group, Eurocenter hiện là hệ thống đào tạo riêng về ngôn ngữ và văn hóa Đức, mang tới cho các bạn học viên môi trường học tập toàn diện về kiến thức ngôn ngữ và hiểu biết về văn hóa Đức. Chương trình học đạt chuẩn, bài bản và chuyên nghiệp, lịch khai giảng liên tục hàng tháng, Eurocenter hiện đang thu hút hàng trăm học viên theo học tiếng Đức mỗi năm. Giảng viên có trình độ chuyên môn cao, đặc biệt giảng viên bản ngữ người Đức chất lượng và giàu kinh nghiệm, giúp học viên phát âm chuẩn ngay từ trình độ cơ bản A1. Eurocenter luôn đạt chất lượng đầu ra cao, tỷ lệ học viên có B1 hàng năm đạt trên 90%. Với hệ thống ký túc xá đạt chuẩn, trang thiết bị hiện đại và tiện nghi, đảm bảo môi trường học tập và sinh hoạt cho học viên. Trong suốt những năm hoạt động, với những sự nỗ lực vì quý khách hàng, EduGo Group đã nhận được rất nhiều giải thưởng vinh danh. Đặc biệt, ngày 26 tháng 9 năm 2020 vừa qua, EduGo Group đã vinh dự được trao danh hiệu Top 10 thương hiệu vàng chất lượng quốc tế. Đây chính là nguồn động lực to lớn để đội ngũ EduGo Group ngày càng cố gắng đem đến cho quý khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Đồng thời, với tầm nhìn trở thành hệ thống cung cấp các chương trình du học nghề quốc tế hàng đầu tại Việt Nam, EduGo Group không ngừng nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu, mong muốn của các bạn trẻ Việt, tự tin mang đến những chương trình du học nghề dẫn đầu xu hướng với cơ hội phát triển rộng mở như điều dưỡng, ngành nhà hàng khách sạn, ngành xây dựng, ngành cơ khí điện tử. Những chính sách hấp dẫn từ nước Đức cho chương trình du học cao đẳng nghề như miễn 100% học phí trong thời gian 3 năm học, nhận lương học nghề từ 900 đến 1.300 euro trong một tháng trong suốt 3 năm học tại Cộng hòa Liên bang Đức, mức thu nhập sau tốt nghiệp lên tới 3.000 euro trong một tháng cùng cơ hội định cư tại Cộng hòa Liên bang Đức dễ dàng. Lựa chọn du học nghề Đức cùng EduGo, quý phụ huynh và học sinh sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin về quốc gia và chương trình học tập tốt nhất. Bên cạnh đó, với lộ trình du học tiết kiệm về chi phí và thời gian, EduGo tự hào là đơn vị đưa ra những lộ trình hoàn hảo cho các bạn trẻ Việt Nam trên bước đường thành công. Từ đó, mở ra cơ hội việc làm và định cư hấp dẫn tại Cộng hòa Liên bang Đức, một quốc gia đáng sống nhất châu Âu. Đó cũng chính là lý do vì sao trong suốt những năm qua, EduGo luôn là điểm đến tin cậy cho các bạn học sinh có mong muốn du học nghề tại Cộng hòa Liên bang Đức. Tại EduGo, học sinh sẽ dành khoảng 8 đến 10 tháng để hoàn thành khóa học và đạt được trình độ B1 tiếng Đức. Với lộ trình rõ ràng, EduGo luôn tổ chức thành công lễ tiễn bay các đoàn học sinh chương trình du học nghề Đức vào kỳ tháng 3 và tháng 9 hàng năm. Điều đặc biệt là EduGo luôn đồng hành cùng học sinh trên chặng đường học tập và phát triển nghề nghiệp tại Cộng hòa Liên bang Đức, mang lại sự tin tưởng cho học sinh cùng quý phụ huynh trên toàn quốc, chắp cánh cho tương lai bền vững của thế hệ trẻ Việt Nam.